trồng ở đâu ra mà thấy chai này bán liên tục. Chai nói bậy với anh chai. Bữa thì có mấy anh em bảo em mới bán hàng gì mà chỉ có vài thùng hàng, vài sợi hàng thôi, mặc đồ bán hàng. Nay thì có anh em lại bảo ấy là trồng ở đâu ra mà thấy em bán ngoài bán miết. Thì chắc là cũng có nhiều anh em thắc mắc, thì không riêng gì thắc mắc ở em mà là cũng thắc mắc ở rất nhiều nơi khác, nghĩ rằng ấy là trầm nó rất là quý hiếm. Đúng mà mình nghe nó trầm rất quý hiếm mà tại sao ấy thấy nhiều nơi bán, nhiều người bán như vậy. Vậy trong cái video này nha, em sẽ giải đáp cho các anh em cái thắc mắc là một người nghe nó trầm rất là quý, rất là hiếm, đúng mà, nhưng mà tại sao thấy rất nhiều người bán, nhiều nơi bán và thậm chí đấy là bán hoài bán miết vẫn không thấy hết, mà trong khi mình nghe bảo rằng ấy trầm rất là quý hiếm. Và có nhiều anh em cũng thắc mắc ấy là có những cái hàng ấy nó rất là quý, rất là hiếm, đúng mà mình nghe bảo rằng nó đã bị tuyệt chủng rồi hoặc là bây giờ nó không còn nữa, mà tại vì sao đấy lâu lâu vẫn thấy nó xuất hiện trên thị trường. Thì trong video này anh em sẽ được giải đáp tất cả những cái thắc mắc đó nha. Này là cục trầm hương Super King nha mọi người, dầu như dầu hắc ấy. Thì hạn đâu bán mọi người à, thế giờ đi giới thiệu cho mọi người xem sơ về cái phòng làm việc của em nha. Nhiều anh em cũng hay tò mò bảo rằng trong cái phòng làm việc của em nó có thứ gì trong này, thì thực tế ra nó cũng rất đơn giản thôi. Em thì không có xưởng nha, em là thích chế tác thu công, có nghĩa là lâu lâu rồi chế tác vài món ấy giao lưu chơi thôi. Chứ em không có sản xuất số lượng nên không có xưởng. Thì trong cái xưởng, tạm gọi là cái xưởng nha, mà thực tế ra đây là cái phòng chế tác của em, phòng nhỏ thôi chứ không có lớn, khoảng mấy mét vuông thôi. Thì có các thiết bị, ví dụ như là đây là máy cưa nè, dành cho cưa những cái cục trầm nó to đấy, nó to thì là mình sẽ cưa được những cục trầm to. Bên cạnh đó thì nó có rất nhiều món, ví dụ như là đây, máy này thì dùng để mò móc trong những cái góc cạnh mà những cái đùi xỉa nó không tới mọi người à, hoặc là muốn làm sạch những cái chi tiết nhỏ nha, hoặc là lâu lâu có thể là chế tác này nọ, dán này nọ chơi cho nó đẹp, sáng tạo thêm ra. Thì là cái này rất là quan trọng nha. Đây rồi mấy khoan cưa nha. Nói chung là dụng cụ đồ nghề của em ấy thì nó rất là bình thường, cơ bản luôn nha, thực tế gọi là cơ bản luôn của một người làm thủ công luôn. Cưa, dao, thước, máy khoan, thấy nha, thấy đúng. Đây là toàn bộ những cái đồ nghề của em, là nó chỉ có gói gọn là đây thôi. Đầu tiên là cái cưa nha, sau đó là tới cái con dao để gọt nha, xong tới cái máy khoan để khoan lỗ, thước để đo xay đo ly đồ này nọ, cân kích cỡ đấy. Rồi ngoài ra thì rất là nhiều, có những cái nó hỗ trợ rất là tốt trong cái lúc mình làm việc, cũng là như là cái nghề này nó cần có những cái đồ đó. Quan trọng nhất là tính lúp nha mọi người, lúp nhà em lúp nhiều lắm nha, kể cả đầu tư mấy chục triệu ra làm con iPhone để làm cái lúp thôi, để làm cái lúp để xoa trầm xoa đồ này nọ thôi. Để đây, cái này là thiết bị đặt chết nha, đầu tư mấy chục triệu ra con iPhone ra để làm kính lúp nha. Đấy thì đây là sơ bộ về cái bàn làm việc của em nha, thì mọi người có thể xem thêm đây trên cái bàn của em đây. Nói chung là nếu mà lâu lâu túng tiền, không có tiền ăn bún ăn cơm mọi người à, không có tiền mua sữa cho con ấy, thì cứ nhắm mắt đại nhạc bất cứ một cái gì cũng được, ví dụ như nhạc cái này đây là đã có tiền rồi nha. Cứ nhắm mắt nhạc bất cứ một cái gì lên là đều có tiền cả nha. Đấy, nhìn cái bàn của em đây, nhìn đâu cũng thấy tiền ấy nha, tất cả luôn, từng cái chi tiết nhỏ, góc cạnh nhỏ, tất cả mọi thứ đều là tiền cả nha. Rồi nhìn thì thấy đơn giản vậy thôi chứ nó có nhiều cái đồ rất là hay ho nha mọi người. Ví dụ như ở trong đây này, nói chung là trong quá trình đi mua hàng mọi người là cứ lâu lâu nhạc cái này nhạc cái nọ đấy, tìm được cái này găm cái kia đấy, rồi xong cứ mua về cắt cắt nhiều cái để quen luôn người, cái nhát nó quen luôn. Ví dụ nhiều cái, ví dụ như đây này, hàng Nha Trang của Việt Nam nha, này bông Nha Trang, bông ôm con này nọ nha, thì như nào thì từ từ sẽ có thời gian sẽ làm clip giới thiệu cho người hiểu hơn nha. Đây có nhiều cái đó, ví dụ như đây cứ mò móc nha, nói chung là nhà em là cứ mò móc là ra đủ thế tiền ấy. Này ví dụ như mọi người này, đây
cái đã không, bì nha, bì nha. Dùng cứ đi mua hàng người ngoài xong cứ găm găm xong chứ có mua về có nhét cái rồi nhiều lúc nó mấy năm mới quen luôn, quen chứ lâu dọn nhà dọn đồ ấy là mới phát hiện ra à là cái này à cái kia, mà trong khi là đi mua bằng rất nhiều tiền nha. Nhiều cái rất là hay nha, cái này từ từ sẽ cho người xem sau, nhiều lắm, nhiều cái nói chung nhặt cứ rờ tay nhặt là ra hàng ra tiền nha. Đấy như đây bông Nha Trang này, bông Nha Trang nha, cứ rờ tay nhặt là ra tiền thôi. À, ruột Việt Nam này cứ nhờ rờ tay nhặt là ra tiền thôi nha mọi người. À, bông này, bông ruột nhiều lắm. Còn đây là sơ lược nha, chung từ từ sẽ cố gắng làm chi tiết đồ, lâu lấy từng món ra làm video chi tiết từng cái một cho người xem cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Như đây người nhìn nha, đây ví dụ như đây lượm đại cái đây thôi là cũng là mấy chục triệu rồi. nhát đủ ấy, từ từ rồi có thời gian dọn dẹp lại cho người xem cái này thôi. Cái hơi tế nhị quá, có nhiều cái mọi người không hiểu đâu, có nhiều cái lên mạng thì như vậy thôi, trong thực tế ra mọi người phải hiểu cái nghề nào cũng có cái mặt trái của nó cả. Mặt trái tế nhị thì những cái tế nhị thì những người làm nghề hoặc là những người có tìm hiểu ấy, hoặc là người phải hiểu, phải nghĩ sâu xa ra thì mọi người mới hiểu được rằng cái những cái tế nhị đó là cái gì. Đó lý do tại sao có nhiều anh em làm nghề người ta có hàng rất nhiều rất là ngon mà người ta không dám khoe, người ta buôn bán lén lút là như vậy. Còn đây là cái không gian trưng bày của em nha mọi người. Không gian trưng bày của em có rất nhiều thứ, tất cả là nói chung tất cả thì cũng không đúng lắm, tại vì có những cái là em không có trưng bày ra được, phải nằm trong một cái chỗ khác kín đáo hơn. Còn nhưng mà với cái không gian này thì mọi người có thể nhìn thấy nó có rất là nhiều thứ, ví dụ như là bông kiến Nha Trang này, hàng bông kiến Nha Trang nha, bông rục này, bông rục Super King này là cục mắc tử. Đây, lấy cho mọi người xem nha, cục mắc tử hàng bông Lào nha mọi người, rất là đẹp nha. Đây anh em nhìn này, bông mắc tử bông Lào này mới vừa sưu tầm được. Đấy, thì để đây, cứ nói chung mà cứ làm nghề mọi người lâu đi săn hàng rồi đấy, đi thì nói chung là đi vậy thôi, nhưng mà không phải lúc nào đi được cũng gặp được hàng ngon ấy. Thì trong suốt quá trình mình làm nghề đấy, em thì được năm nay chính thức được gọi là từ lúc bắt đầu vào ấy cũng được là 7 năm rồi nha, đúng thật sự là 7 năm rồi. Thì có suốt 7 năm qua đấy thì cứ đi như vậy rồi gặp cái gì đẹp của mình, nhạc viện này có rất nhiều thứ rồi, đây thì nó nằm hết ở đây nha. Mấy năm qua đấy gặp cái gì đụng cái gì là em nhạc về, nhưng mà những cái đồ nào mình thấy nó đẹp, nó có giá trị để mình sưu tầm thôi, chứ không phải là đụng cái gì cũng mua ấy. Thì mình lựa nhìn thì nó ít như vậy thôi, nhưng mà anh em nào mà am hiểu nhìn vào ấy thì sẽ thấy được là ít nhưng mà chắc, đúng mà. Đây nhiều nha. Rồi đây nữa, đây là cái bộ sưu tập mắc tử của em, bộ sưu tập mắc tử nha, đây là bộ sưu tập mắc tử. Còn đây là bộ sưu tập Nha Trang, nhiều thứ lắm này, mắc tử này, rồi mắc tử nha, bông con út bì, sơ ngang kỳ hổ, cái này là Nha Trang Khánh Hòa, này là Nha Trang Khánh Hòa nha. Thì em đi sưu tầm về đấy xong rồi em cứ cắt em chơi em sưu tầm như này mọi người, lâu ngắm vui, nhìn thấy được giá trị của nó, nhìn thấy được cái quá trình đi mua của nó về mùi, nó kỷ niệm. Tại vì mỗi một cục hàng ấy nó là một cái câu chuyện, gặp được nó duyên như thế nào, rồi mua bán như thế nào, rồi nói chung là nó có nhiều cái lắm. Nó là mỗi một cục hàng xuất hiện trong nhà em ấy, nó là một cái câu chuyện nha, nó câu chuyện vui có, buồn có, rồi được có, mắc có, nói chung đủ ý. Nên là quý lắm. Có thể mọi người mua hàng, mọi người tiêu dùng ấy, mọi người bỏ tiền ra, mọi người chốt đơn nó rất đơn giản đúng không ạ? Thì mọi người chỉ thấy được là cái giá trị đồng tiền của mọi người bỏ ra mua thôi. Nhưng mà những người mà đi săn lùng hàng như tụi em ấy, hoặc là đi săn hàng ấy, thì mỗi một cục hàng nằm trong tay đấy, nó sẽ có một cái câu chuyện. Những anh em làm nghề khác thì sao em biết nha, chứ còn như riêng em ấy, thì em đi săn hàng với cái tâm trí đấy là săn về cho mình, săn về trước mắt là phục vụ bản thân mình chơi cái đã, đam mê cái đã, nên là cái đồ em săn ấy nó trong mà nó hơi
tuyển chọn kỹ càng xíu, nên thành ra những có những câu chuyện đấy, nói chung là vui buồn đồ lắng lộn trong đó, nên quý lắm nha mọi người. Khi mà đem về được như thế này này, bỏ vào trưng bày đấy, ngồi ngắm lâu lâu nhìn ngắm lại đây, cảm giác nhìn về quá khứ, nhìn thấy được cái câu chuyện của nó, có được cái câu chuyện của nó, nên nó nhiều cảm xúc lắm. Hay tiếp tục giới thiệu cho mọi người xem nha. Đây thì bên cạnh đây là cái tủ. Trong cái tủ này là đa số là trưng bày những cái vật phẩm đã hoàn thiện có, chưa hoàn thiện có nhiều. Đây là cái những món quà tặng của một người tặng em ấy. Có một cái tủ khác trưng bày nữa, giày dép bánh kẹo rồi nọ, em một người tặng em cái gì nha, quần áo rồi nọ em trưng bày hết nha mọi người. Nói chung cái nào dùng được thì em dùng, còn đa số là em kỷ niệm, em xem nó như là một cái gì đó, nó nhưng mà nó cũng là đồ lý mình chơi mình sưu tầm, đúng không ạ? Sưu tầm nó có nhiều kiểu mà, và giá trị nó cũng có nhiều kiểu, đâu có phải là bán được nhiều tiền mới là giá trị đâu. Có nhiều cái bán không ai thì mua cho mày thèm lấy, nhưng mà đối với mình nó rất là giá trị. Ví dụ như đây, đây ở trong đây cũng kính này, kính có một cái chú ở ngoài Hà Nội chú tặng cái kính mày bách, rồi đồng hồ nè, jippo này của anh Trần Long này, jippo này của anh em bên Mỹ gửi về tặng nha. Có tiền này, tiền rồi đi vào Sài Gòn chơi đấy, có tờ 500k lục quý thứ hai nè, đô nhiều lắm. Rồi bên đây, đây có nhiều thứ hoàng đằng tiết nha, chơi đủ loại hoàng đằng tiết nha. Ngang giáp này, cầu chim hoàng đằng. Rồi đây là cái cục này, là cục banh nha mọi người, banh cũ nha, hàng xưa này, nguyên cục banh. Thôi để hồi nào đó em sẽ lấy ra em làm video cho mọi người xem. Trên đây thì nó là những cái tiểu cảnh bằng gỗ trắc nha, tinh xảo lắm nha mọi người, này nó mong manh dễ vỡ lắm này. Thôi sẽ hẹn ngày một lúc đó sẽ làm video cho mọi người xem thôi, giải trí chơi nha, đẹp lắm nha mọi người, đẹp lắm, em thích cái bộ tiểu cảnh này lắm. Rồi bên đây, bên đây mọi người nhìn này, có đủ với nha, này nhiều lắm. Có những cái món đồ nha, nó tới là 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 năm, 6 năm rồi. Người tiên ngoại, 6 năm rồi, vẫn còn lưu trữ đây. Đây, đây là rục Phước Sơn nha. Đây là rục Phước Sơn. Hàng rục Phước Sơn nha mọi người, hàng rục chìm Phước Sơn. Đây mọi người nhìn đây. Đây, em có đăng Facebook, Zalo gì đấy thì năm 2018 đúng không? 2018. Em có đăng Zalo từ năm 2018 này. Hồi xưa em xài cái Facebook Tú Văn Trần mà bị hack mất tiêu mất. Cái Facebook Mộc Nhân Phát này mới lập đây. Đục Phước Sơn 5 năm, 6 năm rồi. Này có kỳ này nha, có nhiều món lắm, chung là rất là nhiều món. Mà mọi người nhìn ra đơn sơ thôi đúng không, số lượng cũng không có được nhiều, nhưng mà nó được chắc nha. Em thì em không thích số lượng đâu. Thà số lượng như thế nào với số lượng mà cái này thế này thế nọ đấy, tập nhanh nhiều quá đấy thì em cũng không thích. Em thích những cái thứ gì ấy, nó phải là chất lượng. Những đồ em chơi có đôi khi là em nhìn thấy giá trị được rồi, còn người khác có nhìn thấy hay không em không cần biết nha, miễn em nhìn thấy được giá trị của nó thì em sẽ chơi. Nên mùi hay nghe em bảo đấy là em có mua về là em bán được thì em giữ em chơi đấy, thì em nói thiệt chứ không nói dở đó nha. Đây như mọi người thấy em giữ em chơi đúng không, mọi người đâu có thấy em đăng buôn bán gì ồ ạt đâu đúng không. Mọi người lâu lâu em mới giao lưu cái này cái nọ, thì đây mọi người thấy em giữ em chơi thiệt đó nha, đồ hàng rất nhiều mà em đâu có đăng đâu. Có nhiều lắm. Đây có đây chỗ nhà em ấy, thì chỗ nào nhà em thì chỗ nào cũng là các bàn làm việc nha. Đây là cái đây là cái lô trầm đang thẩm nha, lô trầm này em đang thẩm, đang kiểm tra. Mọi người nhìn thấy chất lượng, mọi người cục nào cục nấy, nhìn chảy nước miếng thôi. Cái này chắc là nhiều anh em đam mê xem được clip này của em ấy, chắc ghiền lắm đúng không? Phải đam mê thật sự nên mới có được như vậy mọi người ạ. Cái này để thẩm sau. Nhiều lắm, nhìn như trên bàn làm việc này, đụng đâu cũng thấy hàng ấy. Đụng đâu cũng thấy hàng ấy. Này là cái lô sang Khánh Hòa. Ban lọc
lọc ra, lấy hàng phân lọ mọi người ạ. Phân lọ Nha Trang Khánh Hòa nha, hàng rừng nha mọi người. Cái này ngâm rượu, cái này ngâm rượu làm thuốc rồi vẫn bình thường nha. Xong đốt thì nhức nách. Mọi người thấy đấy, vừa rồi em mới dẫn mọi người đi tham quan cái nơi làm việc của em và cái nơi trưng bày các vật phẩm mà em sưu tầm về được trong mấy năm qua đấy. Thì mọi người có thể thấy được rằng đấy, cái số lượng hàng nó cũng là tương đối đúng không ạ? Có thể là mọi người trên mạng xã hội hay là anh em đi giao lưu ấy thấy rằng hay là em không có được nhiều, chỉ có được vài sợi, hay là anh em về nhà thăm em hay là mọi người theo dõi trên mạng xã hội, mọi người thấy cửa hàng buôn bán gì mà chỉ có ít sản phẩm, không được nhiều ấy. Thì mọi người có thể hiểu rằng mỗi nơi đấy người ta sẽ có mỗi cái hình thức kinh doanh riêng, dựa trên cái định hướng và dựa trên cái đam mê của họ, thì họ sẽ có những cái hàng hóa hay là cái sản phẩm ấy nó phù hợp với cái quy mô và cái định hướng, cái đam mê của họ. Thì đối với cá nhân em ấy, thì định hướng của em thì vẫn sẽ là nghề trầm này, vẫn sẽ là cái nghề của em trong tương lai và lâu dài, thì nó cũng sẽ trở thành một cái nghiệp của em rồi. Và em cũng sẽ xem nó như là vừa một cái nghề để mình mưu sinh và vừa là một cái niềm đam mê để cho mình cống hiến, cái lý tưởng để cho mình nuôi dưỡng, mình theo đuổi. Thì nhưng mà cái định hướng của em ấy nó cũng là một định hướng đam mê nha mọi người, dựa trên đam mê nên thành ra đấy, hàng của em nó cũng không có được nhiều. Em chỉ cố gắng em tìm những hàng nào ấy mà mình cảm thấy mình thích và nó có cái giá trị gì đó nó hơi đặc sắc một chút so với số lượng, nên là thành ra nó cũng không được nhiều như mọi người cũng thấy. Thì cái này thì cũng vui vẻ thôi, nhưng mà trong buôn bán làm ăn kinh doanh đấy thì như em ấy thì là nó hơi bị sai một chỗ là nó không có đa dạng sản phẩm để phục vụ từng cái nhu cầu thị hiếu hay là từng cái nhu cầu sử dụng của khách hàng, của thị trường. Nhưng mà em tin chắc rằng ấy, bất cứ cái nghề nào, cái lĩnh vực nào nó cũng đều có những cái phân khúc khách hàng cả. Thì nó càng lên cao ấy thì nó càng bóp lại, nhưng mà dù sao ấy vẫn có là được. Như trong quá khứ và hiện tại đấy thì cái phân khúc em lựa chọn ấy nó vẫn có rất là nhiều người chơi, người đam mê chơi ở những phân khúc đó, nên là thành ra đấy vẫn có cái để gọi là giao lưu mưu sinh, phục vụ cuộc sống. Vậy trả lời câu hỏi mà như ban đầu ấy, trong đầu clip mọi người thắc mắc ấy, thì trầm ở đâu ra mà mọi người thấy là bán đầy bán miết mà trong khi mình nghe nó rất là quý hiếm đúng không ạ? Thì trầm ở đâu ra mọi người, thì mọi người nên nhớ nha, trầm hương ấy nó tự sinh ra nhưng nó không tự mất đi, nó chỉ truyền từ tay người này qua tay người khác. Và như cái bộ sưu tập của em là một ví dụ, mọi người có thể thấy rằng ấy nó rất là nhiều, nó rất là nhiều đúng không ạ? Thì ở đây đấy thì mọi người thấy bán nhiều bán miết ấy, thực tế ra nó cũng không có nhiều mà để gọi là bán đâu, nó cũng chỉ gọi là lai rai thôi, anh em thấy vậy thôi chứ nó cũng chỉ là lai rai thôi nha, nó cũng không nhiều nha. Như em ấy thì lâu lâu mới có anh em sưu tầm chơi đam mê đấy thật thụ ấy, thì mình mới lấy ra một hai cục hàng mình làm giao lưu, chứ nó cũng không có được số lượng nhiều đâu. Hoặc là nếu mọi người thấy nó nhiều ấy thì nó chỉ qua lại những ở những phân khúc nó thấp, ở những phân khúc nó thị trường ấy thì những cái hàng hóa đó nó mới nhiều, còn những hàng nó đặc biệt ấy thì thực tế là không có nhiều đâu nha. Và những cái cục hàng đặc biệt đó, em ví dụ như những cái cục hàng đặc biệt ấy thì ví dụ như bán đi hoặc là mua về đấy thì cũng một cục hàng đó thì nó chỉ truyền qua tay người này người nọ thôi, có thể là nó truyền một cách nó vòng tròn luôn ạ. Ví dụ như mấy năm trước em bán cục hàng đó rồi mấy năm sau chính tay em lại đi mua lại cái cục hàng đó, thì mọi người có thể hiểu hình dung ra được ấy, thì cũng một cái cục hàng đó nó được sang tay, nó được truyền từ tay người này qua tay người khác và người ta gọi là người sở hữu đúng không ạ? Đấy, em thành ra nó cũng không có gì nhiều đâu. Và cái bộ sưu tập của em nha, nhìn thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Thực tế ra đấy, ở trong cái thế giới trầm hương hay là trong cái cộng đồng những người sưu tầm ấy, thì cái bộ sưu tập của em nó chỉ là hạt cát thôi, trong giữa cái sa mạc thôi, nó cũng không có nhiều đâu. Thì mọi người có thể hiểu được rằng ấy, là với cái số lượng hàng của những người chơi, những người sưu tầm, những người găm hàng ấy mà người ta đang có, nếu cái hàng đó nó được bung ra ngoài thị trường, thì đó chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi trầm ở đâu ra mà mọi người thấy nó bán hoài bán miết và bán rất là nhiều. Và thậm chí có những cái hàng mà mọi người tưởng chừng như là nó không còn nữa, nó bị tiệt chủng rồi, hoặc là nó chỉ nằm trong tiềm thức thôi, mà tại sao cho tới bây giờ vẫn còn thấy lâu lâu xuất hiện buôn bán? Câu trả lời rất là đơn giản, nó vẫn nằm đó thôi chứ nó chả gì đâu cả. Chỉ có điều là người ta thời điểm nào người ta muốn bán hay là không muốn bán, và thời điểm nào nó xuất hiện hay là nó không xuất hiện thôi. Đó, câu trả lời rất là đơn giản thôi.
thì em nghĩ những em buôn bán mới vào ấy, hay là những anh em chơi mới vào và nghiên cứu chơi đấy, thì anh em cũng không nên thắc mắc theo cái kiểu nó phong trào như vậy. Mọi thứ mình phải có cái nhìn nó khách quan, nó chi tiết vào, đúng không ạ? Thì thay vì mình thắc mắc một cách nó phong trào như vậy đấy, thì mình có thể là mình nâng cao những cái kiến thức của mình lên để mình nhìn nhận được giá trị của món hàng. Khi mình gặp được một cái cục hàng hay là một cái sợi hàng hay là một cái gì đó nó có giá trị thật sự, thì mình dựa trên những kiến thức am hiểu của mình ấy, mình nhìn thấy được giá trị của nó để mình đưa ra nhận xét, đưa ra đánh giá nó giá trị như thế nào và nó có cái mức độ chất lượng như thế nào, quý hiếm như thế nào, để mình biết được mình quý hay là mình không quý nó, mình ghi nhận hay là không ghi nhận nó, đúng không ạ? Chứ còn thay vì mình cứ thắc mắc một cách nó phong trào, trầm ở đâu ra, là trầm gì còn, hay là cái hàng đó là hàng làm gì đúng, mà trong khi bản, ví dụ như em thấy, ví dụ như lâu lâu nó vẫn xuất hiện những cục kỳ nam ấy, rất là đẹp, rất là giá trị, thật sự với một người chơi, một người sưu tầm, một người đam mê nha, nhìn thấy là rất là ghi nhận và rất là thèm thuồng nha mọi người. Nhưng nó có nhiều cái lý do để mình khó có thể sở hữu. Thứ nhất ấy là cái kinh tế, giá nó cũng khá là cao, thì mỗi người nó có, mỗi người sưu tầm ấy đều có những cái kinh tế riêng, thì họ sẽ dựa vào cái kinh tế của họ để họ chọn cái hàng nào họ chơi, hoặc là cái thời điểm mà họ bung ra đấy là thời điểm mình đang bị hết tiền, còn cái thời điểm mình có tiền ấy thì họ không bung ra, nó qua mất cái cơ hội đó đi, đúng mà, nó không đúng cái thời điểm, nó không đúng lúc thì mình không sở hữu được. Thì em thấy có nhiều anh em ấy vào xỉ xóa này nọ đấy, thì bà nó bóng gió là không ghi nhận cái cục hàng đó, hoặc là nó bóng gió là hàng làm gì còn nữa mà tại sao giờ xuất hiện. Thì thay vì anh em đó chính là phong trào ấy, thì thay vì như vậy đấy thì mình phải có cái nhìn, có kiến thức thật sự thì mình mới biết được rằng cái cục hàng đó, cái sợi hàng đó có phải là kỳ hay không kỳ, cái cục hàng đó nó có phải là chất lượng như vậy hay không, thì mình mới đưa ra cái nhận định, đưa ra cái đánh giá, đúng không ạ? Ví dụ như cái cục, cái sợi kỳ nam ấy được tung ra ngoài thị trường bán, thì anh em vào xỉ xóa bóng gió, đúng không, thì anh em phải chỉ ra được tại vì sao anh em lại nghĩ nó không phải là kỳ, và những đặc điểm, những yếu tố, những chất dạng gì của anh em nhìn nhận, anh em đánh giá nó không phải là kỳ, như vậy ấy, thì nó mới là chính xác. Chứ còn chúng ta bóng gió như đâu có đúng, đúng không ạ? Nên là em nghĩ rằng thay vì mình bóng gió phong trào, mình nên trải nghiệm, nên va chạm. Còn nếu mà không có cơ hội để trải nghiệm, có cơ hội để va chạm ấy, thì mình nên lắng nghe, nhìn nhận nha. Rồi, rất đơn giản thôi, đúng không? Trầm ở đâu ra mà bán? Thì nó vẫn ở đó thôi chứ đâu ra đâu. Với lại là đi mua về mà bán chứ nó nhà đâu có trồng nó được đâu mùi.